Chính phủ Slovenia mới đây khẳng định COVID-19 đã kết thúc ở nước này sau khi Viện Y tế Công cộng Quốc gia kết luận tất cả các dấu hiệu đều cho thấy tốc độ lây lan, lây nhiễm nCoV trong cộng đồng đã giảm. Slovenia đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn được dịch COVID-19 khi tin rằng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm. Bộ Y tế Slovenia chỉ ghi nhận thêm một ca nhiễm nCoV và không báo cáo trường hợp tử vong nào trong ngày 14 tháng 5. Trong 2 tuần qua, quốc gia này chỉ phát hiện 35 người nhiễm, trong khi hệ số lây nhiễm của nCoV, hay còn được gọi là R0, giảm xuống dưới 1. Hệ số dưới 1 được coi là an toàn và là chìa khóa để chính quyền quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế. Thủ tướng Janet Jansa nói trước Quốc hội rằng quốc gia vùng Ban Căng này là bức tranh dịch tễ học tốt nhất ở châu Âu. Những người đến Slovenia từ các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu EU sẽ không cần tự cách ly, với điều kiện họ không rời EU trong 2 tuần gần đây. Đây là một thành công, và chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực để có được điều đó. Mặc dù tuyên bố đại dịch kết thúc, chính phủ Slovenia cho biết vẫn duy trì các biện pháp như xét nghiệm trên diện rộng, theo dõi lịch sử tiếp xúc và cấm tụ tập ở nơi công cộng cho tới khi được xem xét lại vào ngày 31 tháng 5 tới, đồng thời quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng cũng được giữ nguyên ít nhất tới cuối tháng này. Slovenia, quốc gia với hơn 2 triệu người, giáp với Italia, Áo, Hungary và Croatia, ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên vào ngày 4 tháng 3. Quốc gia này đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch, như ban bố tình trạng dịch bệnh toàn quốc vào ngày 12 tháng 3 và áp đặt hạn chế đi lại. Các biện pháp cách biệt cộng đồng như cấm tụ tập, tổ chức các sự kiện cũng được áp dụng và được người dân tuân thủ nghiêm ngặt. Slovenia đã ghi nhận 1.465 ca nhiễm và 103 người chết vì COVID-19. Tuy chính phủ Slovenia tuyên bố hết dịch, nhiều chuyên gia cho rằng quốc gia này nên thật sự cẩn trọng bởi virus vẫn chưa biến mất. Với việc người dân ngày càng bất cẩn hơn với các biện pháp bảo vệ trước đại dịch COVID-19, một cuộc khảo sát cho thấy có đa số người dân Đức lo ngại về một làn sóng lây nhiễm thứ hai không thể kiểm soát trong cộng đồng. Kết quả cuộc khảo sát do Đại học Erfurt của Đức thực hiện mới đây cho biết có tới 70% số người được hỏi nhận định về nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ hai, trong khi 95% cho biết đã nghe thông tin về nguy cơ như vậy. Số người đánh giá về nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ hai trong 6 tháng tới đã tăng mạnh so với khảo sát trước đó. Và đa số người được hỏi cho rằng sẽ xảy ra một đợt bùng phát mới và không thể kiểm soát trong 2 tháng. Cuộc nghiên cứu được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia Đại học Erfurt và Viện Robert Koch cùng với các đối tác khác. Theo đó, mỗi tuần phỏng vấn khoảng 1.000 người ở Đức về các chủ đề liên quan tới dịch COVID-19 để xác định tâm trạng của người Đức trong cuộc khủng hoảng. Theo kết quả khảo sát, nhận thức rủi ro trong dân chúng cũng như các biện pháp bảo vệ đã giảm so với trước đây, khi có tới 1/3 số người được hỏi cho rằng khó có khả năng bị nhiễm bệnh khi họ gặp những người ngoài gia đình, khi đi mua sắm, đến bác sĩ hoặc ra ngoài. Ngay cả các biện pháp bảo vệ đơn giản như rửa tay hoặc giữ khoảng cách cũng được tuân thủ ít hơn so với tuần trước. Trong khi đó, có 79% số ý kiến cho biết họ luôn đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm. Trên 85% nói họ tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách, rửa tay thường xuyên trong ít nhất 20 giây và bỏ các kỳ nghỉ cá nhân. Tuy nhiên, chỉ có 73% số người được hỏi cho biết họ tránh đến những nơi công cộng, giảm mạnh so với con số gần 90% thời điểm cuối tháng 3. Một phân tích về dữ liệu di động cũng cho thấy người dân ở Đức đang di chuyển nhiều hơn so với thời cao điểm của dịch. Cũng theo kết quả thăm dò, hầu hết những người được hỏi dường như hài lòng với các quyết định chính trị gần đây, trong đó trên 40% không coi việc nới lỏng hoặc tiếp tục duy trì các hạn chế là quá mức. Tuy nhiên, có 30% số ý kiến lo ngại về các biện pháp nới lỏng hạn chế quá mạnh tay. Vào hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo chính phủ đã vượt mục tiêu xét nghiệm 100.000 ca nCoV một ngày và gọi đây là thành tích đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, các tài liệu bị rò rỉ và những cuộc phỏng vấn với hàng loạt các bác sĩ, giám đốc phòng thí nghiệm cùng với các chuyên gia khác cho thấy việc thúc đẩy gia tăng số lượng xét nghiệm mỗi ngày đã gây áp lực lớn lên các phòng thí nghiệm công và phơi bày những vấn đề khác kiềm hãm nỗ lực tiếp tục mở rộng năng lực xét nghiệm hiện tại. Các tài liệu cho thấy một ngày trước hạn chót 30 tháng 4 do chính phủ đề ra, một số bệnh viện ở Anh đang giao thời hạn trong 48 giờ phải nhanh chóng tăng cường xét nghiệm cho hàng nghìn nhân viên y tế và bệnh nhân, ngay cả khi họ không có triệu chứng. Cùng lúc các phòng thí nghiệm công trên cả nước phải chạy đua với thời gian, bất chấp thiếu thốn về nguồn cung thuốc thử hóa học. để thực hiện một loạt xét nghiệm sau khi chính phủ hứa sẽ bổ sung nguồn lực. 2 tuần sau, một số phòng thí nghiệm vẫn chưa nhận được những nguyên vật liệu bổ sung cần thiết, khiến họ buộc phải giảm số lượng xét nghiệm mới. Mục tiêu được đặt ra là giá thành rẻ và đạt càng nhiều xét nghiệm càng tốt, đồng thời lượng thuốc xét nghiệm đảm bảo được chuỗi cung ứng. Bộ trưởng Hancock đặt mục tiêu 100.000 xét nghiệm mỗi ngày từ đầu tháng trước nhằm làm chệch hướng những áp lực đang gia tăng nhanh chóng. Thủ tướng Johnson hứa sẽ tăng năng lực xét nghiệm lên 200.000 ca mỗi ngày, dù toàn bộ hệ thống vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau khi phải dốc toàn lực hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Sau 2 tuần kể từ ngày 30 tháng 4, số ca xét nghiệm mỗi ngày mà chính phủ Anh công bố đều đã giảm so với mốc 100.000. Một vấn đề đặt ra là năng lực sản xuất thuốc thử trong nước của Anh kém hơn nhiều so với Mỹ, Đức hay Trung Quốc, trong khi nhu cầu toàn cầu đang khiến nguồn cung trở nên khan hiếm. Tuần trước, tờ Independent của Anh đưa tin về một email bị rò rỉ từ Trung tâm Nghiên cứu Bệnh học Tây Nam cho biết một trong các bệnh viện ở London của họ buộc phải hạn chế xét nghiệm đối với nhân viên và bệnh nhân có triệu chứng do thiếu thuốc thử hóa học. Thông tin được đưa ra cùng ngày, Thủ tướng Johnson tuyên bố mục tiêu 200.000 xét nghiệm một ngày. Nỗi lo sợ lớn nhất của các nhân viên y tế Anh là việc xét nghiệm ráo riết để đạt mục tiêu do chính phủ đề ra sẽ dẫn tới thiếu nguồn cung vật tư y tế, từ đó những người nhiễm virus với các triệu chứng nghiêm trọng và những người dễ bị tổn thương nhất sẽ không được xét nghiệm khi cần. Thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ra viện vào ngày hôm nay và nâng số ca nhiễm chữa khỏi của Việt Nam lên 263, tương ứng với tỷ lệ khỏi bệnh đạt 83%. Còn 60 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định. Bệnh nhân số 257, 15 tuổi, trú tại Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 9 tháng 4, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 13 tháng 5, lần 2 ngày 16 tháng 5. Bệnh nhân hiện ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho sốt. Người này đi lại bình thường, ăn uống khỏe mạnh. Bệnh nhân 264 là nữ, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện vào ngày 13 tháng 4, xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 12 tháng 5, lần 2 vào ngày 15 tháng 5. Bệnh nhân có sức khỏe tốt, tim phổi bình thường. Bệnh nhân số 270, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang. Bệnh nhân vào viện ngày 24 tháng 4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính lần 1 vào ngày 14 tháng 5 và lần 2 vào ngày 17 tháng 5. Cả 3 bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, các bệnh nhân sẽ được theo dõi sức khỏe tiếp 14 ngày nữa. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ đầu mùa dịch COVID-19 tiếp nhận và điều trị cho 159 trường hợp. Đến nay có 143 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Thưa quý vị và các bạn, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ đối với những đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mang đầy tính nhân văn nhằm giúp những lực lượng lao động yếu thế bớt khó khăn, ổn định cuộc sống sau đại dịch. Thế nhưng khi tiền chưa kịp đến tay người dân thì trưởng thôn đã đến từng nhà vận động ký đơn tự nguyện không nhận tiền. Ghi nhận của phóng viên VTC tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Là hộ cận nghèo với 5 nhân khẩu, theo nghị quyết 42 của chính phủ, gia đình bà Nguyễn Thị Luyện được nhận 3,75 triệu đồng tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ. Thế nhưng khi chính sách vừa mới được ban hành, trưởng thôn đã đến tận nhà vận động gia đình bà Luyện ký vào đơn từ chối nhận tiền hỗ trợ. Anh đến anh báo thì nhà em thì nghèo cũng không nghèo, mà nói đùa giàu như người ta thì cũng không giàu được như người ta. Thì mà gia đình em vẫn sẵn sàng nghĩ là ký để cho lại cái số tiền đó cho nhà nước, là nhà nước xử lý rằng rồi cho ai hay ai thì cái việc đó thì nhà nước. Bọn em cũng biết thì dân em thoải mái là ký là không nhận tiền thôi, chứ còn chả có cái chi cả. Chả có thắc mắc gì với anh trưởng thôn mà cũng chả có cái chi cả. Vâng, anh bảo đó thì gia đình nhà em ký thôi, em ký. Việc vận động nhân dân là ủng hộ đảng, ủng hộ nhà nước là tôi thấy là không sai. Nên nếu như ủng hộ nhân dân là phản lại đảng, lại nhà nước là tôi chết rồi. Đấy, những ủng hộ dân là dân nếu rất nhiệt tình ủng hộ đảng, nhà nước thì tôi thấy rất mừng thôi. Nhưng mà với cái thời điểm mà tôi đến gặp các hộ gia đình là theo quy định là không đúng thời điểm, là phải chấp nhận. Tôi bảo thôi, nếu như cái vay giai đoạn mà theo nhà nước quy định là không đúng thời điểm thì tôi đến là xin lỗi hộ gia đình, vì ra cũng chưa lấy tiền đâu, nên xin lỗi hộ gia đình thông cảm cho tôi. Thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh có 74 hộ cận nghèo. Từ tháng 4 năm 2020, thôn trưởng ông Lê Công Ngân đã vận động được hơn 20 hộ từ chối nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sau khi biết được việc vận động không đúng quy định, thôn trưởng đã đứng ra xin lỗi dân. Và đến thời điểm này, nhiều hộ dân tại đây đã nhận được tiền hỗ trợ. Có việc là trưởng thôn Hạnh Phúc là có đến một số hộ dân để vận động là không nhận tiền hỗ trợ của nhà nước là đúng là có. Ở việc này thì huyện, xã là không có chỉ đạo cái việc này. Ngày 16 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn về việc rà soát chi trả hỗ trợ theo nghị quyết 42. Trong mục 2 của công văn thể hiện, đối với hộ có tên trong danh sách nhưng không đủ điều kiện để hưởng thì đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã. Chính điều này đã gây ra sự lúng túng trong công tác thực hiện chính sách của các cấp tại địa phương này. Đây là một trong cái văn bản ban hành nó chưa chuẩn so với quy định. Phân tích nội dung nếu các hộ đã không đủ điều kiện thì phải lập danh sách để đưa ra khỏi với là chuẩn. Nhưng tuy nhiên trong quá trình tham mưu của Phòng Lao động Thương binh Xã hội cho đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối đã không báo cáo chi tiết và đồng chí Phó Chủ tịch đã không nghiên cứu kỹ đã ban hành văn bản này. Đó là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai, trong quá trình thực hiện ở dưới địa phương, Chủ tịch các xã và các đoàn thể các xã khi thực hiện thấy nội dung này có vướng mắc thì phải lập tức báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo. Và ở đây có cái sự hiểu nhầm trong cái vấn đề là vận động không nhận tiền và vận động dùng cái tiền nó ủng hộ vào quỹ phòng chống Covid của Trung ương. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia đã có công văn hủy bỏ toàn bộ mục 2 của công văn số 1113, đồng thời giao Ủy ban nhân dân các xã mời 963 người từng có đơn xin không nhận tiền lên rà soát lại. Kết quả cho thấy tất cả đều tình nguyện làm đơn và giữ nguyên quyết định của mình.